nhằm bảo đảm lượng máu cho ngành y tế để chữa trị cho các bệnh nhân. Sáng nay ngày 6 tháng 3, Chùa Giác Ngộ đã phối hợp với Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo lần thứ 42. Với tâm nguyện một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, chương trình hiến máu nhân đạo thu hút sự tham gia của 495 tình nguyện viên và chư tăng ni Phật tử. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã thu về 558 đơn vị máu. Đây sẽ là nguồn máu để ngành y tế có thể cứu chữa các bệnh nhân nặng trên địa bàn. Em được dì giới thiệu tới, em rủ mẹ em luôn đi tới hiến máu chung. Hiến máu thì em thấy một công việc nó ý nghĩa, với lại thì nó như là nó cũng giống như là việc mình cho đi thì mình cứ cho càng nhiều thì mình cho càng nhiều thì mình không suy nghĩ gì hết thì cứ cho là đem lại niềm vui cho mình. Chùa Giác Ngộ là đơn vị tổ chức lấy máu thành công nhất và phát bằng tuyên dương là đơn vị lấy máu lớn nhất trong thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, hiến máu nhân đạo là hoạt động thường kỳ của Chùa Giác Ngộ với 42 lần tổ chức và thu về hơn 20.000 đơn vị máu.